thằng An kia, thằng chim kia là gì, thằng chim kia là chết nhích, chết mà nhích thêm 1% là có điểm. Rớt đại học. Mẹ xong thằng An, xong thằng An kêu đừng lo, tao sẽ new bed 45% phải không, xong nó chết 44 gì. Oh my chó chim nhá, spam con mẹ mày.